Chào, đây là đồn cảnh sát. Tôi là cảnh sát Kiki. Khi gặp phải chuyện gì khó, hãy đến tìm cảnh sát Kiki. Điện thoại đổ chuông kìa, ai sẽ nhận điện thoại nhỉ? Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, cháu làm mất chìa khóa rồi, xin hãy giúp cháu ạ. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới nhanh. Hãy đeo trang thiết bị cho Kiki. Quân phục, mũ cảnh sát, cái còng, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Chú cảnh sát đâu? Chào, tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cháu làm mất chìa khóa rồi, cháu không thể mở chiếc hộp châu báu. Đừng quá thất vọng, bạn đã làm mất ở đâu? Hãy thử đi cùng tôi xem nào. Nếu nối ba chiếc chìa khóa giống nhau lại thì sẽ có thể mở được chiếc hộp châu báu. Cấm cửa đó.
Nhanh nào, phải bắt tên cướp đó trước khi hắn chạy thoát. Thank you.